tất cả các đức Phật, chuyển pháp luân chân chánh không cùng tầng. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Lại này thiện nam tử nói, thỉnh Phật ở lại đời là như vậy. Các đức Như Lai như số cực di trong tất cả cõi Phật, khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thị hiện nhập niết bàn. Cùng các Bồ Tát Thinh Văn, Duyên Giác, hữu học, vô học, cho đến tất cả các bậc thiền tri thức, tôi đều khuyên mời, xin đừng nhập niết bàn. Xin ở lại đời, trải qua số kiếp như di trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử nói, thường học tập theo Phật là thế này. Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cõi ta bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di. Vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn rừng, vân vân. Cùng thực hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, dẫn đến ngồi dưới cây thành quả đại bồ đề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị đại bồ tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Tinh Văn, Duyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của Chuyển Luân Dương, các vị tiểu dương cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội cư sĩ, trưởng giả, Bà La Môn cùng Sát Đế Lợi, dẫn đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thiên, Long, Bát Bộ, Nhân, Phi Nhân, vân vân. Ở trong các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên mãn như đại lôi chấn, dùng theo căn tánh của mỗi hạng mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành thục, dẫn đến thị hiện nhập niết bàn. Cả thảy hành đức như thế tôi đều học tập theo. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện nay, các đức Phật Như Lai như số di trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời cũng như thế ấy. Trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử nói, hằng thuận lợi chúng sanh là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quả sanh, các loài đương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. Các giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, dẫn đến tất cả thiên, long, bát bộ, dân, phi nhân, vân vân. Loài không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy, tôi đều tùy thuận tất cả mà thực hành các sự dân thờ, cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A-la-hán, dẫn đến như Đức Như Lai, đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báo. Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy. Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường các đức Phật, còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể, nhân nơi chúng sanh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ dương to lớn, nơi gốc cây ấy
được nước rưới nhuần, thì cành lá hoa quả thảy đều xum xuê tươi tốt. Cây thọ dương bồ đề ở chốn sa mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy. Tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sanh. Vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế. Bởi đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói hồi hướng khắp tất cả là như vậy. Từ sự kính lễ ban đầu dẫn đến tùy thuận có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ. Muốn thực hành pháp ác thảy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bày đường chánh nhân thiên niết bàn. Nếu các chúng sanh nhân gì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng Bồ đề. Bồ Tát tu hành hồi hướng như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi. Này thiện nam tử, ấy là 10 điều nguyện lớn đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi 10 điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành thì có thể thuần thục tất cả chúng sanh, thì có thể tùy thuận đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của các ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này thiện nam tử, do cửa ấy ở nơi các nghĩa trên đây, ông nên hiểu biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng 7 món báo thượng diệu và đồ an đạt tối thắng của nhân thiên, rất diệu đến nỗi đầy dẫy tất cả thế giới như số cực di trong vô lượng vô biên bất khả thuyết cõi Phật khắp 10 phương, đem bố thí cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực di trong ngần ấy cõi Phật nối luôn không dứt. Cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức? Đem sánh với công đức của người một phen nghe 10 điều nguyện dương này thì công đức trước không bằng 1%, không bằng 1/1000, nhẫn đến cũng không bằng 1 phần Upanishada của công đức nghe kinh này. Hoặc có người dùng lòng tin sâu chắc ở nơi 10 điều nguyện trọng lớn này, thọ trì đọc tụng cho đến biên chép một bài kệ 4 câu thì sớm có thể dứt trừ được 5 nghiệp vô gián, cả thảy thân bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực di trong cõi Phật đều được tiêu trừ. Tất cả các quân ma, quỷ già xoa, quỷ la sát hoặc quỷ cưu bàn trà, tỳ xá xà, bộ đa, vân vân, các quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều lánh xa. Hoặc nếu có gần quỷ thì là hạng phát tâm theo hộ trì. Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù. Các đức Phật, Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng nhân thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân người, đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân di diệu, đủ 32 tướng đại trường phu. Nếu sanh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử dương dẹp phục bầy thú, cam lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Lại người này lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa,
tất cả quan thế đều thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, cung thành.